Làm một tí giáo án làm tí cậu kẻ đi. Một miếng cậu kẻ. Thấy cho bây giờ này nó đem điểm này không nè, nó đem điểm máu cộng 65 điểm. Rồi nó đem nó lên cái bước chân lên cái thuốc chứ không cần phải giày. Lý thuyết cho lắm à. Ủa chứ thực hành thì nó sao? Sao anh nghĩ đánh AD rồi, em thấy anh đánh AD đỉnh nhất mà hả? Trời ơi, em biết rồi, mình hay là mình phải đa năng nó xíu đúng không? Mình phải đi lên nào cũng ghê, thì hôm bữa là anh Mai đi top, anh em cũng khoái. Hôm nay anh Mai đi mid, để xem anh em có khoái không? Với lại bữa anh vừa mới đi rừng xong luôn. Đây à, kỹ vậy. Núp này mà anh Mai phạm gây ác luôn á. Lão. Trời ơi, anh Mai kẻ nó cá nó không được. Không sao, cứ lấy cái đòn phủ đầu nó liên tục là đẹp. Không, kèo này lấy anh Mai chỉ cần lên được cái đồ gì mà nước mắt á là nó không không bao giờ có dồn đam chết anh Mai được. Má anh Mai cái gì mà bị bạch kim nó hành dữ vậy trời ơi. Anh Mai giờ chơi game bị bạch kim nó hành, nó solo kill kìa, ác chưa. Mày xuống boss là coi như mày đi à, nó xuống thiệt. Mày đi hai quay lính với anh Mai. Thích bộ đồ người hầu đến phía sau anh Mai để e đặt ra sớm luôn. Mày đi cái quả này thì quá anh Mai. Mày 20 lính một nấc trụ xin nhá, 45 lính so với lại 68. Anh em thấy nó dữ dội chưa? Đúng đường rồi, chạy đúng đường rồi bro. Chạy đúng đường rồi. Đây, anh em thấy không? Cái mạng đầu anh Mai sai, anh Mai đánh sai thôi. Xíu đúng thì cái kèo này anh Mai không thua được. Ô bé luôn đó chứ. Ép lính nó dậy được rồi. Gà bú sâu với bạn ơi. Kẻ nè. Thằng mấy nó di chuyển xuống xong gần nó xuống luôn. Trời ơi, chưa kịp lấy nước trụ nữa. À. Rồi. Rồi luôn. Ui hay quá. Con sập nó không kịp búp cái ghe. Búp cái gì, cái cú cánh là cái gì ta, cái đúp hả? Nó có tê lê thì mình cũng có tê lê, mình chơi luôn. Này có chừng là bê nha. Này má anh em mình khỏe quá đồng ơi. Hai lần mũ luôn ta. Ui món hai giúp cái mũ luôn hợp lý chứ, tổng sức mạnh phép thuật thêm 35%. Mũ luôn đi ha. Định là lên cái song kiếm mà chắc không cần song kiếm đâu, lên ngọn lửa hắc hóa có gì carry cho nó đã. Trời ơi, một kẻ 400 đam. Láo nè, láo này, láo súng tụi này. Đứng canh ai. Qua đây bạn.
thua vậy. Mày đam gì quá vậy JC này, phải mất cái lát luôn đó chứ. Khóc thét chưa, khóc thét chưa. Cam luôn, đứng đó luôn, đứng đó luôn cho tôi, đứng luôn. Ơ bảo đứng mà. Tham cái trụ nữa chứ. Người đâu rồi? Cậu kẻ hơi bị khỏe luôn đó. Này. Round 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 Baron 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 Baron. Giết nó ăn được Baron đó. Hay quá vậy. Nè nè lòng quá nè, lòng quá nè. Trời ơi. Má mày đứt dở quá. Tại sao? Cái này luôn, cái này luôn, cái này luôn. Bé đâu ta? Bên đây. Nice. Đi quanh sập trở lại. Wow, 30-26 anh Mai cứu cho anh em cái kèo chẵn luôn. Xin lỗi mấy anh em lẻ nha.